đường thôn quê này nha. Sáng giờ bình yên, biết hôm nay có bão không nữa nè. Thì nghe nói hôm nay là bão to lắm, mà biết có bão không nữa nè. Đông ruộng thì treo rồi, sáng giờ quạt gió thấy đẹp rồi nè, kêu khá đẹp luôn ấy. Trước thì đồng chưa cắt, chưa gieo cả nhà, bây giờ thì gieo rồi này, gieo xanh rồi này. Trời cũng đã có cơn mưa, người dân ở đây cũng có nước để gieo lúa cả nhà, để làm ruộng này. Cảnh mặt trời lên cả nhà, chắc là bình yên luôn.